Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, vào giờ này đạo tràng đã ổn định trang nghiêm, toàn thể Phật tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm cung thỉnh Thầy quang lâm chánh điện để ban bố cho chúng con thời kinh Lăng Nghiêm chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề nghị ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để chuẩn bị cung đón Thầy quang lâm. Thank you.
thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Thì trong cái những kỳ vừa qua chúng ta đã học đi được một đoạn đầu của bản kinh Lăng Nghiêm. Trong đoạn trước là chúng ta đã học qua được cái đoạn là Đức Phật đã bác bỏ cái thấy chúng ta không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ được học tiếp. Đức Phật lại một lần nữa bác cái lý luận nhân duyên và tự nhiên. Lúc đó thì ông A Nan là bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, cái tánh giác nhiệm màu này nhất định chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Tại sao Đức Thế Tôn thường chỉ dạy các thầy tỳ kheo tính thấy có đủ bốn thứ nhân duyên, nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi ánh sáng, nhân nơi tâm, nhân nơi mắt, nghĩa ấy là thế nào? Tức là hồi trước Đức Phật đã bác bỏ tất cả những cái thấy, cái biết của chúng ta. Cái nhất là tánh thấy của chúng ta nó không phải là do nhân duyên mà nó thấy, và nó cũng không phải tự nhiên. Thì bây giờ sau khi những lời lý luận của Đức Phật đã chỉ ra cái tánh thấy nó lìa khỏi nhân duyên, lìa khỏi tự nhiên rồi, thì A Nan lại tiếp tục sanh nghi là tại sao Đức Phật đã nói cái tánh thấy của mình không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà Đức Phật thường hay dạy cho các thầy tỳ kheo là cái thấy này nó có đầy đủ bốn nhân, nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi ấy sáng, nhân nơi tâm, nhân nơi mắt, thì nghĩa như thế nào? Tức là trước đây Đức Phật nói là cái thấy của chúng ta là nhân nơi hư không mà chúng ta thấy, có nghĩa là bây giờ ví dụ như mình đưa tay sát mắt thì mình cũng thấy được, nhưng mà nó có một khoảng hư không khiến cho chúng ta thấy được cái gì đó, tức là nhân nơi hư không, nhân nơi khoảng không mà mình có thể thấy được tất cả mọi cái, hoặc là nhân nơi tâm của mình mà mình có thể nhận biết được mọi cái, rồi nhân nơi ánh sáng, tức là do có mặt trời, mặt trăng, ánh đèn thì chúng ta mới thấy được mọi cái, và do chúng ta có mắt cho nên chúng ta thấy được mọi cái. Thì bốn cái điều này là có nhân mà mình mới thấy, mà Đức Phật hồi nãy giờ lại bác là không có phải là nhân duyên, không phải tự nhiên, thì cái ý này là như thế nào? Đó là cái khởi nghi của ngài A Nan. Phật bảo A Nan, tôi nói các tướng nhân duyên trong thế gian chứ chẳng phải là cái nghĩa đệ nhất. Chúng ta nghe từ từ. A Nan, nay tôi lại hỏi ông, các người trong thế gian nói tôi thấy, thế nào gọi là thấy, thế nào gọi là chẳng thấy? A Nan thưa bạch Thế Tôn, người trong thế gian nhân có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà các tướng gọi là thấy. Nếu lại không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy. A Nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy thì đáng lẽ không thấy tối. Nếu thấy tối thì chỉ là không có ánh sáng, sao gọi là không thấy? A Nan, nếu khi tối vì không thấy ánh sáng mà gọi là không thấy, vậy nay trong lúc sáng không thấy tướng tối lại cũng phải gọi là không thấy. Như thế thì hai tướng sáng tối đều gọi là không thấy. Nếu hai tướng sáng tối tự lấn át nhau thì tính thấy của ông ở trong ấy không phải tạm không. Như thế ác biết cả hai đều gọi là thấy, tại sao nói là không thấy? Thế nên A Nan,
Nay ông phải biết khi thấy sáng, cái thấy không phải là sáng. Khi thấy tối, cái thấy không phải là tối. Khi thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Khi thấy bích lấp, cái thấy không phải là bích lấp. Tức là A Nan đang thắc mắc với Đức Phật là bốn cái điều hồi nãy chúng ta nói là do ánh sáng, do hư không, do tâm và do mắt chúng ta thì thấy, tức là do nhân bốn cái đó mà chúng ta thấy. Thì cái ý này tại sao? Tại hồi trước Đức Phật đã bác tất cả mọi cái không phải là do nhân duyên, không phải là do tự nhiên rồi. Thì Đức Phật lại giải thích cái câu đầu tiên của Đức Phật nói là, Đức Phật nói là các tướng do nhân này nhân kia, là do Đức Phật nói là cái tướng đó ở trong thế gian chứ không phải là đệ nhất nghĩa đế. Ở cái chỗ đệ nhất nghĩa đế thì nó ly tất cả các nhân và các duyên. Nếu mà còn trong nhân gian để nói chuyện với nhau thì nó do nguyên nhân này, nó do nguyên nhân kia. Cho nên chúng ta thấy cái lối lý luận trong Phật Pháp nó có nhiều điều mà chúng ta phải xem xét lại. Tức là khi chúng ta lý luận, chúng ta học hỏi một cái điều gì đó mà trên cái bề mặt lý luận ở thế gian á, thì nó phải nương tựa điều này, nương tựa điều kia nó mới thấy. Tức là do nhân, do duyên mà nó mới có ra. Còn đối với cái chỗ chân thật là không có nhân, không có duyên. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định với Ngài A Nan như vậy. Thì Đức Phật mới hỏi là cái thế gian sở dĩ mà người ta thấy được là do cái gì? A Nan mới trả lời là sở dĩ thấy được là do hư không, do ánh sáng và do đèn. Nếu không có hư không thì bích lấp chúng ta không thể thấy được. Nếu không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng thì chúng ta không thấy được. Và nếu như trong đêm đen rồi không có mặt trời, không có mặt trăng thì có đèn chúng ta mới có thể thấy được mọi cái. Cho nên là thế gian nếu mà không có hư không, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng thì thế gian gọi là không thấy. Đúng không? Ví dụ như bây giờ ở đây nó tối hết, đóng cửa mà tối sầm hết, rồi không có mặt trời, không có mặt trăng và không có đèn thì hỏi chúng ta thấy không? Chúng ta trả lời sao? Là không thấy, là không thấy. Đó là cái thấy và cái không thấy của thế gian này. Thì ở đây Đức Phật lại bắt đầu dạy cho chúng ta những cái điều để chúng ta thấy lại. Bây giờ Đức Phật nói là nếu mà cái khi chúng ta có ánh sáng thì gọi là chúng ta thấy, thì đáng lẽ là không thấy được tối. Nếu mà do nhân ánh sáng để mà mình thấy á, này lý luận nó cũng vòng vòng giống như hồi trước chúng ta đã đọc qua rồi. Thì như vậy là nếu cái thấy của chúng ta mà do ánh sáng để chúng ta thấy, thì bây giờ cái chỗ nào có ánh sáng chúng ta thấy, còn chỗ không có ánh sáng là chúng ta không thấy. Nhưng tại sao chúng ta lại thấy được cái tối? Thì vậy là cái thấy chúng ta không phải là do cái sáng mà chúng ta thấy, mà cái thấy là cái thấy. Do đó mà khi có ánh sáng nó thấy, nhưng mà khi có bóng tối nó vẫn thấy tối. Nó vẫn thấy tối chứ không phải là nó không thấy. Không thấy cái hình sắc của sự vật, nhưng nó vẫn còn cái thấy tối. Chúng ta hiểu rồi này. Có nghĩa là chúng ta vẫn thấy, nhưng mà chúng ta không thấy rõ ràng mọi vật, giống như là có ánh sáng, có mặt trời, mà chúng ta vẫn còn thấy tối. Thì cái thấy đó không phải là nhân ánh sáng. Chúng ta nên hiểu này. Cái thấy đó Đức Phật nói là cũng không phải là do nhân hư không, tức là cái thấy nó vốn thấy. Thì trong lúc mà chúng ta đang thấy đó đó, thì cái thấy đó của chúng ta nó không phải là cái thấy ánh sáng, thì rõ ràng nó không phải là ánh sáng. Cái thấy tối nó không phải là tối, cái thấy hư không nó không phải là hư không, cái thấy ngăn bích nó không phải là hiện ngăn bích. Thì cái thấy nó vốn là thấy, chứ nó không có do ánh sáng, không do mặt trời, trăng sao, không do hư không và không do ngăn bích. Và nó cũng không phải là ánh sáng, không phải là hư không, không phải là trời, trăng sao và ngăn bích. Nhưng nó thấy được ánh sáng, nó thấy được bóng tối, nó thấy được mặt trời, mặt trăng, nó thấy được hư không và thấy được ngăn bích. Đó là cái ý của Đức Phật muốn nói ở cái đoạn này. Thật ra khi mà chúng ta đọc tới đây, chúng ta mới thấy là Đức Phật đã khẳng định rằng chúng ta có một cái thấy nó không phải là do mặt trời, mặt trăng. Không? Cái thấy của chúng ta nó không phải do ánh sáng, thấy không phải do hư không. Và nó cũng không phải là mặt trời, tại vì nó đang thấy được mặt trời. Nó không phải là ánh sáng, cho nên nó đang thấy được ánh sáng. Nó không phải là bóng tối, vì nó thấy được bóng tối. Thì cái mặt trời, mặt trăng hay là tất cả mọi cái đều do cái thấy đang bị cái thấy chúng ta thấy. Mà cái thấy này nó không phải do những cái đó mà thấy. Nếu như bây giờ không có ánh sáng nó vẫn thấy. Nếu bây giờ không có do hư không nó vẫn thấy. Thì cái thấy này là không phải do nhân mấy cái kia.
Tức là Đức Phật lại một lần nữa bác bỏ cái nhân duyên và tự nhiên. Thì khi mà cái thấy biết của chúng ta không nhân cái gì á, mà chúng ta thấy biết á, thì cái thấy biết đó mới là thật. Còn nếu như cái gì mà nó có thì nó lại là một cái sự đối đãi. Cho nên chúng ta thấy là lúc mà chúng ta đang thấy, lúc chúng ta đang biết, nó vẫn lìa thoát cái đối đãi hai bên. Chúng ta không có nương tựa vào chỗ nào mà chúng ta vẫn nguyên cái thấy biết đó. Bây giờ cái thấy là thấy, dù chúng ta mở mắt nó vẫn thấy hình sắc, và không mắt, không mở mắt thì sao? Chúng ta sẽ thấy được cái không hình sắc. Chứ không phải là thấy hình sắc gọi là thấy, mà không thấy hình sắc gọi là không thấy, không phải như vậy. Cho nên chúng ta có một cái thấy, cái đang thấy đó, chúng ta mở mắt nó vẫn thấy, và không mở mắt nó vẫn thấy. Thì nó không do nhân nào, không do ánh sáng, không do hư không. Và Đức Phật, đoạn này Đức Phật cũng đã khẳng định với chúng ta một điều là cái thấy không phải là ánh sáng rồi ha. Do chúng ta thấy ánh sáng cho nên cái thấy không phải là ánh sáng. Bốn nghĩa đó là thành tựu, ông lại biết khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy chẳng phải là cái thấy. Tính thấy còn rời cái thấy và cái thấy còn không đến nơi tính thấy được. Làm sao ông còn nói nhân duyên và tự nhiên là tướng hòa hợp, các ông là hàng thanh văn hẹp hòi không biết, chẳng thể thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Nay tôi dạy bảo, ông phải khéo suy nghĩ, không nên trễ nải trên đường giác ngộ nhiệm màu. Tức là Đức Phật đến đây kết thúc cái đoạn mà bốn cái nghĩa là cái thấy mình không phải là ánh sáng, không phải là mặt trời, không phải là trăng sao, không phải là hư không. Đó là bốn nghĩa chân thật mà mình phải biết. Cái thấy mình không phải là những điều đó, và không phải nhân những cái đó mà mình thấy. Và Đức Phật là nói thêm, bây giờ bốn nghĩa đó đã được thành tựu rồi, thì ông nên nhận biết cái tánh thấy của mình. Cái tánh thấy này chẳng phải là cái thấy, tính thấy này còn rời cả cái thấy, còn không đến nơi cái tánh thấy được. Tức là cái thấy đó, nó không dính về cái tánh thấy của mình. Ví dụ như cái tánh thấy của mình nó hay thấy mọi cái, thì mọi cái là cái đang bị mình thấy. Mà hồi trước nó có một cái đoạn lý luận chúng ta thấy ha, là Đức Phật nói là bây giờ cái tánh thấy chúng ta trùm khắp. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy tất cả những cái hình tượng phía trước mình, cái gì chúng ta cũng thấy được. Cái thấy thì khó nhận hơn là cái nghe chúng ta là có thể nghe khắp. Nghe ngồi đây chúng ta có thể nghe âm thanh xung quanh của mình, nghe âm thanh ở trước mặt, sau lưng, tất cả các bên chúng ta đều nghe rất là rõ. Thì cái nghe đó để cho chúng ta thấy một điều á, là cái tánh nghe của chúng ta nó không có hạn cuộc ở một cái đoạn nào, ở phía trước hoặc là ở phía sau hoặc ở trên ở dưới, mà tất cả mọi phía chúng ta đều nghe được. Và bây giờ có nói chúng ta cũng nghe, mà không nói chúng ta vẫn nghe, nghe âm thanh và nghe không âm thanh một cách rất là rõ ràng. Thì vậy là cái nghe đó không do nhân duyên và không do tự nhiên mà nó vốn nghe. Thì trong mọi thời mọi lúc á, chúng ta nếu mà cái người khéo tu tập, chúng ta sẽ nhận ra cái sự thật ở nơi mình á, nó không có do nhân duyên. Cái sự thật ở nơi mình nó không do cái tự nhiên, thì đó mới là cái tánh thật của mình. Và lúc mà chúng ta nghe được âm thanh thì cái âm thanh đó không phải là mình. Âm thanh nó không đến được, mà do chúng ta, cái tánh nghe chúng ta phủ trùm, cho nên âm thanh nó lọt trong cái đó. Cũng như cái thấy chúng ta, cái vật bị chúng ta thấy, nó không phải là cái tánh thấy của mình. Nhưng mà nếu tánh thấy của mình nó không có đến đó, mình không thấy được. Giống như bây giờ từ quý vị nhìn lên, quý vị thấy cái bàn, đúng không? Thấy tất cả những hình sắc trước mặt mình, tức là cái mà do mình thấy được á. Thì tất cả những cái mà do mình thấy được, nó không phải là tánh thấy. Nhưng mà nếu nó không phải là tánh thấy mình không có đó, là mình không thấy được tất cả hình sắc. À, tức là chỗ nào chúng ta thấy được thì chỗ đó là tánh của mình. Chỗ nào chúng ta nghe tới là chỗ đó là tánh của mình. Tức là cái tánh mình nó rộng khắp, nó phủ trùm tất cả các nơi đó. Cho nên chúng ta có thể thấy được tất cả các nơi, chúng ta có thể nghe được tất cả các nơi. Nhưng tất cả các nơi đó đều không phải là cái tánh thật của chính mình. Cái đó nó không đến cái tự tánh. Cái tự tánh là cái nó đã sẵn ở nơi đó rồi. Bây giờ cái gì hiện trong đó nó rõ biết.
Chúng ta hiểu được không? Chúng ta có thể thông cảm được cái đoạn này thì chúng ta phải tiếp tới cái đoạn tới. Như vậy là cái mà nó đã giống như bây giờ là một cái biển nước mênh mông. Thì ở bờ biển bên phía Tây á, chúng ta nhúng tay xuống chúng ta cũng bị ướt. Bờ biển phía Đông chúng ta nhúng tay xuống chúng ta cũng bị ướt. Phía Nam chúng ta nhúng tay chúng ta cũng bị ướt. Phía Bắc chúng ta nhúng tay xuống chúng ta cũng bị ướt. Tức là khi có một cái gì mà đụng tới nước là nó tự động bị ướt. Phải không? Vì nước đã có sẵn, cái ướt nó đã có sẵn các nơi rồi. Cho nên cái gì xúc chạm tới nó là bị nó ướt. Bị nó ướt liền. Thì cả một cái biển mênh mông đó, chúng ta đụng tới chỗ nào, bất kỳ chỗ nào trên mặt biển đều bị ướt. Chúng ta hiểu được nào? Cho nên cái tránh thấy chúng ta nó trùm khắp rồi, cái gì mà lọt trong đó là liền rõ. Chứ không phải là cái tánh thấy nó đi làm, không phải là cái tánh ướt nó đi làm ướt người ta. Không phải cái tánh thấy nó đi sôi gọi mọi cái để nó tìm nó nghe hoặc nó tìm nó thấy. Nếu chúng ta nhận ra được cái điều này, chúng ta mới nhận được cái trùm khắp ở trong tình tánh của mình. Cho nên hồi trước là chúng tôi hỏi tại sao mà có một cái câu hỏi mà quý vị tới nay chưa trả lời được không? Tại sao mọi người ở đằng sau vẫn nghe được một âm thanh cùng một lượt cái người ở đằng trước? Lý do là mình, cái trùm khắp của mình ở người ở đằng sau cũng có một cái ở ngay tại đây. Và người ở gần đây cũng có cái nghe cũng ngang tầm này. Và người bên phải, bên trái ở đâu đi nữa cũng có cái tánh nó tới chỗ này. Cho nên đồng một âm thanh xảy ra là cả hội chúng ở xa ở gần đều nghe một lượt nếu tính về thời gian. Không trước không sao. Nếu mà âm thanh nó chạy tới mình á, thì cái chới người ở gần trước và tới người ở xa sao? Đúng không? Hoặc là cái thấy mình nó đến đây để nó nghe âm thanh á, thì nó cũng tới chậm hơn người gần trước. Người gần xa sẽ nghe chậm hơn người gần trước. Nhưng mà không có chuyện đó, khi mà nổ một tiếng hay là có một âm thanh, một tiếng động là ở trước hay sau đều nghe một lượt. Đó là lý do. Lý do là tính khái chúng ta đã nói trùm như vậy. Cho nên cái gì lọt trong đó là chúng ta hay biết rõ ràng liền ngay tại chỗ đó, không trước không sau. Đó là tính bình đẳng của tất cả chúng ta. Khi chúng ta nhận được cái tính bình đẳng đó rồi, đại khái là bây giờ không phải là nhận là chúng ta ngộ, nhưng mà chúng ta phải có một cái khái niệm về cái tánh thấy tánh nghe mình ở ngang từng này, để chúng ta đi sâu vào những cái phần sau Đức Phật sẽ lý luận chúng ta rõ hơn. Thì lúc này á, Đức Phật mới bắt đầu chỉ dạy tiếp cho ngài A Nan là cái thấy vọng để hiển bày cái thấy thật. Thì tất cả đại chúng đều thỉnh Phật chỉ dạy cái nghĩa nhận được tính thấy không phải là cái thấy. Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật Thế Tôn, vì bọn chúng con tuyên nói nghĩa nhân duyên và tự nhiên, các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, tâm còn chưa khai ngộ mà nay lại nghe nhận được cái tánh thấy chẳng phải là cái thấy, càng thêm mê muội, cuối mong Phật mở lòng từ bi bố thí cho con mắt đại trí huệ chỉ dạy cho chúng con giác tâm được sáng sạch. Nói lễ rồi buồn khóc đảnh lễ vâng lời chỉ dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy: Khi ấy Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và cả đại chúng, sắp vĩ dạy phép đại trọng trì là con đường tu hành nhiệm màu của các tam ma đề, nên bảo ông A Nan rằng: Ông tuy là nhớ giỏi, chỉ càng thêm phần học rộng. Đối với pháp samatha vi mật quán chiếu tâm còn chưa rõ, nay ông nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông phân biệt chỉ dạy, cũng khiến cho các người còn mê lầm ở tương lai được quả bồ đề. Tức là Đức Phật hứa sẽ chỉ dạy cho ngài A Nan, và cũng nhắc nhở ngài A Nan biết là cái thông minh của ông, cái nhớ dai của ông đó là nó chỉ thêm cái gì, thêm phần học rộng nhớ nhiều thôi, nhưng mà đối với samatha, tức là đối với thiền thì không có dính dáng gì. Thì Đức Phật bắt đầu chỉ dạy từ từ để chúng ta thấy từng bước. Thế nên lưu ý cái chỗ này là nếu mà chúng ta muốn đi vào con đường chuyên môn thật thì đây là những cái lớp mà Đức Phật chỉ dạy để chúng ta nhận rõ được mình là cái tâm điên đảo, cái tâm chân thật của mình. A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian do hai thứ vọng thấy điên đảo phân biệt,
Chính hai thứ đó mà phát sinh ngay nơi nghiệp mà luân chuyển. Thế nào là hai thứ vọng thấy? Một là vọng thấy nghiệp riêng của chúng sinh, hai là vọng thấy nghiệp chung của chúng sinh. Thế nào gọi là thấy sai lầm do nghiệp riêng? A Nan, như người thế gian bị bệnh nhậm mắt, ban đêm nhìn thấy ánh sáng ngọn đèn, riêng thấy cái bóng tròn năm màu bao phủ. Nếu ông nghĩ sao, ban đêm đèn sáng hiện ra bóng tròn đó là màu sắc của ngọn đèn hay là màu sắc của cái thấy? A Nan, nếu màu sắc này là của ngọn đèn thì người không bệnh mắt sao không thấy? Mà bóng tròn này chỉ riêng có với người bệnh mắt mới thấy. Nếu màu sắc là của cái thấy thì cái thấy đã thành màu sắc, còn người bệnh mắt kia thấy bóng tròn thì gọi là cái gì? Lại nữa A Nan, nếu bóng tròn này rời ngọn đèn riêng có hình, riêng có thì nhìn những vật xung quanh như bình, phong, màn, bàn ghế phải có bóng tròn hiện ra. Nếu rời cái thấy bóng tròn riêng có thì đáng lẽ chẳng phải con mắt xem thấy. Tại sao chỉ có người bệnh mắt mới thấy bóng tròn? Thế nên phải biết màu sắc thật ở nơi ngọn đèn. Cái thấy bệnh nên có bóng tròn. Bóng và cái thấy đều do mắt bệnh, chứ cái nhận biết được mắt bệnh kia không phải là bệnh. Trọn chẳng nên nói bóng tròn là đèn hay cái thấy, trong đó chẳng phải ngọn đèn hay chẳng phải cái thấy. Ví như mặt trăng thứ hai không phải mặt trăng chính và cũng không phải bóng mặt trăng. Vì sao? Vì khi xem thấy mặt trăng thứ hai là do ấn con mắt mà hiện ra. Những người có trí tuệ chẳng nên nói mặt trăng do ấn con mắt này là có hình tướng hay không hình tướng, là rời cái thấy hay chẳng rời cái thấy. Đây cũng lại như vậy, bóng tròn do mắt bệnh hiện ra, nay muốn gọi là cái gì là ngọn đèn, cái gì là cái thấy, huống chi phân biệt không phải ngọn đèn, không phải cái thấy. Đến đây thì Đức Phật bắt đầu ví dụ một đoạn đầu cho chúng ta thấy, chỉ ra cái con bệnh của chúng sanh, phải không? Con mắt bệnh của chúng sanh. Thường thì Đức Phật nói là ở chúng sanh thì nó có bị vướng ở hai tướng điên đảo, một là cái thấy nghiệp riêng của mình và cái thấy chung. Thì đầu tiên là Đức Phật ví dụ cái vọng thấy cái nghiệp riêng, tức là tất cả chúng ta có những cái thấy á. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói cái ví dụ trước nha, bây giờ cái nghiệp riêng của mình là mình nhìn thấy một cái gì đó, nhìn thấy một bình bông. Thì trong đó do nghiệp riêng của từng người mà thấy cái bông màu xanh nó sẽ đẹp hơn màu vàng nó sẽ đẹp hơn màu đỏ nó sẽ đẹp hơn màu tím, vân vân. Đó là nghiệp riêng của tất cả chúng ta. Nghiệp đó là nghiệp riêng của mình. Thì bây giờ Đức Phật nói là khi mà chúng ta cái mắt mà có bệnh á, chúng ta nhìn vào bóng đèn thì rõ ràng là cái đèn chúng ta nó thấy lem nhem, nó có cái vòng tròn. Nhưng mắt chúng ta không bệnh thì chúng ta sẽ không thấy cái đó. Cho nên riêng số một đông cả trăm người, nhưng mà riêng có mình mắc bệnh cho nên mình thấy nhò nhò, mình thấy không rõ ràng. Đó là gọi là cái thấy do cái nghiệp riêng, cái thấy mọi vấn đề mà không đến sự thật. Giống như bây giờ mình nhìn thấy một người nào đó, nếu mình có cái nghiệp riêng gì với họ thì chúng ta sẽ sanh tình cảm, không? Một là chúng ta thương, hai là chúng ta ghét người đó. Còn những người kia không có cái nghiệp gì hết, họ nhìn thấy trơ trơ không có gì hết. Nên khi mà chúng ta thấy một người nào đó mà chúng ta có cái nghiệp với người đó là nó sẽ hiện ra là một là mình thương người đó, hai là mình ghét người đó, tức là cái thấy do nghiệp riêng của mình. Thì cái đó Đức Phật gọi là cái thấy điên đảo. Chứ một người bình thường không có nghiệp gì với nhau và cái bản thân mình cũng không có nghiệp riêng thì mình nhìn thấy cái chuyện đó là bình thường, nó không có gì hết, chẳng có gì phải để tâm hết. Và sau khi thấy việc đó rồi, họ không thương và họ không bao giờ ghét đó. Thì khi chúng ta đối diện với một cái gì mà cái đó nó thành với mình mà mọi người không có biết được thì đó gọi là cái nghiệp riêng. Thì Đức Phật ví dụ như một người đang bị bệnh mắt thì thấy cái bóng đèn thấy lòa lòa, thấy không rõ ràng, chúng ta thấy có thêm một cái vòng tròn nào đó. Hoặc là khi mà nhìn lên mặt trăng á, chúng ta thấy có mặt trăng thứ hai là do chúng ta ấn con mắt. Hay ví dụ Đức Phật rất là thực tế, bây giờ chúng ta nhìn trước một cái gì đi, không phải là mặt trăng mà chúng ta nhìn bất kỳ một cái sự việc gì đó mà chúng ta chỉ cần nhận con mắt mình cái là mình thấy hai bóng liền. Đức Phật ví dụ này rất là rõ. Thì như vậy là khi chúng ta nhìn để chúng ta thấy có hai mặt trăng, tức là có một mặt trăng giả bên cạnh cái mặt trăng thật, thì là do lúc đó chúng ta ấn mắt, có nghĩa là cái mắt chúng ta không còn bình thường. Do vậy mà khi chúng ta thấy có hai bên, thấy có sự phân biệt, thì là lúc đó là mắt chúng ta đang bệnh, là do chúng ta thấy theo cái nghiệp điên đảo riêng của chính mình.
Còn nếu mình thấy đúng sự thật thì nó sẽ không có hai bên. Đó là cái ý mà Đức Phật muốn chỉ sau này á. Cho nên là mặc dù Đức Phật nói tới cái nghiệp riêng của mình, nhưng mà chúng ta cũng ngầm hiểu là Đức Phật muốn nói khi mà chúng ta thấy sự vật mà không đúng sự thật của nó là chúng ta đang thấy theo cái nghiệp bệnh riêng, cái điên đảo vọng tưởng của mình. Cho nên lúc nào mà mình thấy mọi cái, mình nghe mọi cái mà nó phân biệt hai bên là lúc đó chúng ta bắt đầu thấy theo kiểu nghiệp riêng rồi. À, chúng ta rớt xuống cái tầng sâu của nghiệp riêng rồi. À, đến đây Đức Phật chỉ cái thấy do nghiệp chung nè. Thế nào gọi là cái thấy sai lầm do nghiệp chung? A Nan, cái cõi Diêm Phù Đề này từ trước biển, trừ nước biển cả ra, trong đó đất bằng có khoảng 3.000 châu. Châu lớn chính giữa bao quát từ đông sang tây có đến 2.300 nước lớn. Ngoài ra các châu nhỏ ở trong các biển, trong đó có châu có đến 200-300 nước lớn, hoặc một chục, hai chục cho đến ba chục, bốn chục, năm chục nước lớn. A Nan, lại nếu trong đó có một châu nhỏ chỉ có hai nước mà riêng người trong một nước đồng cảm ác duyên, thì chúng sinh trong nước đó xem thấy tất cả cảnh giới không lành, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng khác như vận, thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghê, chỉ nước đó thấy, còn chúng sinh nước bên kia vốn không thấy cũng không nghe. Bây giờ Đức Phật lại thấy nói tới cái nghiệp chung. Chúng ta ví dụ những cái điều này nó không rõ, nhưng bây giờ mình có thể ví dụ rõ nè. Ví dụ nói là cái nghiệp, Đức Phật nói cái nghiệp chung. Ví dụ như trong đất nước chúng ta nó có nhiều tỉnh. Bỗng dưng cả cái tỉnh của mình đều thấy cái sao chổi hiện, nhưng mà tỉnh khác không thấy. Thì vậy là cái nghiệp chung của tỉnh đó thôi, còn tỉnh khác không thấy. Tức là có khi mỗi số đông người của chúng ta nhìn thấy cái ác tướng hiện ra, nhưng mà cái người đó, người cũng cùng một cái thời điểm đó ở tỉnh khác không thấy. Chúng ta nói gọn là có một cái đạo tràng mình thôi. Nếu bây giờ ở đây á, mà cả đạo tràng chúng ta có một cái nghiệp chung là thấy được điềm lành, ví dụ chúng ta thấy cầu vồng hiện trong cái số mà 100 người của mình, thì trong đó khoảng 50 người thấy cầu vồng hiện thôi, còn 50 người kia không thấy. Thì gọi đó là một cái nghiệp chung để chúng ta thấy một cái hiện tướng ở một cái vùng đó đó. Thì tất cả những người mà thấy cái điềm lành hoặc thấy điềm ác mà đồng với nhau gọi là đồng nghiệp, đồng nghiệp. Nó có một hiện tướng lành đó đó, hoặc là hiện tướng ác đó, để tất cả những người này phải chịu một cái nghiệp gì đó nếu người đó thấy cái tướng lành hoặc thấy tướng ác khác nhau. Ví dụ như thay vì là chúng ta thấy một tướng lành đó, để tất cả những người được thấy tướng lành đều được gặp may mắn, trong khoảng 30 người trong số 100 người này thấy được một cái hiện tướng lành nào đó, và rõ ràng sau lần chúng ta thấy được cái hiện tướng lành đó, chúng ta được nhiều cái lợi lạc cho riêng mình. Hoặc là còn trong 70 người này sẽ thấy một cái hiện tướng ác nào đó, thì vậy là trong 70 người thấy cái hiện tướng ác thì người đó sẽ bị một cái chuyện gì xấu á. Thì trong số 70 người này bị gọi là có cái nghiệp chung, nghiệp riêng với nhau. Không, hoặc là Đức Phật đây ví dụ là có một đất nước rất là rộng mà có 2-3 cái châu gì đó thấy cái tướng ác thôi, thấy hiện 1-2 cái điểm ác thôi, thì còn mấy cái châu khác là không có. Tức là một tỉnh đó thấy được tướng ác mà tỉnh khác không có. Cho nên khi mà xuất hiện cái tướng ác đó rồi sẽ dẫn tới dông tố, sẽ dẫn tới ngọc lục, dẫn tới quả quạng gì đó, thì tất cả những người trong cái tỉnh mà đã thấy được tướng ác đó đều phải bị cái quả báo này cái đến với mình. Còn các tỉnh kia không có xảy ra, cho nên dân ở vùng đó không thấy cái hiện tướng xấu đó thì không bị. Thì đó là cái lý luận, và là hai cái thấy do cái điên đảo cho cái nghiệp chung và nghiệp riêng của mình. Lúc này Đức Phật mới so sánh cái thấy hiện tiền để chỉ rõ nhận được tính thấy không phải là cái thấy, xa lìa, hòa hợp, viên mãn, đạo bồ đề. Đức Phật dùng cái nghiệp riêng so sánh với cái xem thấy hiện tại để chứng minh nhận thấy được cái tính thấy của mình. A Nan, tôi vì ông lấy hai việc đó để hai việc đó lui tới để kết hợp mà chỉ rõ. A Nan, cái nhận thấy sai lầm do nghiệp riêng của các chúng sinh kia, thấy ngọn đèn hiện ra bóng tròn, tuy giống như tiền cảnh nhưng rốt cuộc cái thấy đó trọn do mắc bệnh mà thành. Mắc bệnh tức là cái thấy bị lao nhọc, chứ chẳng phải do màu sắc tạo ra. Song người nhận được cái mắc bệnh, cái thấy của họ không có lầm lỗi.
So với ông hôm nay dùng mắt xem núi sông cõi nước và các chúng sanh đều do cái thấy bệnh từ vô thủy đã tạo thành. Cái thấy và cảnh vật bị thấy in tuồng như có cảnh trước mắt, nguyên là cái giác minh của ta do năng kiến sở kiến mà thành bệnh. Vọng thấy tức là bệnh, chứ bản giác minh tâm biết được duyên thì không bệnh. Cái nhận biết được cái bị bệnh đó không ở trong phạm vi của cái bệnh, đây mới là nhận thấy tính thấy. Làm sao còn gọi đó là thấy nghe hay biết được? Thế nên nay ông thấy tôi và cùng với người, mười loài chúng sinh trong thế gian đều do mắt ông bị bệnh nhậm, chứ không phải cái thấy bệnh nhậm. Vì tính thấy chân thật đó không phải là nhậm nên chẳng gọi là thấy. Bây giờ chúng ta mới thấy lại một điều mà từ trước giờ chúng ta nói là cái thấy mà không khởi niệm phân biệt thì chưa phải là thấy tánh. Nó lại rõ hơn ở đoạn này Đức Phật ví dụ nè. Bây giờ Đức Phật nói là cái thấy của ông đã thấy núi non, đất đai, cây rừng, thấy tất cả mọi loài chúng sanh ở trong cõi nước này là cái thấy bệnh từ vô thủy. Dù ông thấy có khởi niệm hay không khởi niệm, nhưng đó cũng là thấy bệnh từ vô thủy. Chúng ta thấy vậy chưa? Đức Phật lấy rõ. Tức là bây giờ là cái thấy mà Đức Phật hồi nãy nói mình thấy cái bóng đèn và thấy cái dòng đó, đó là do cái bệnh hiện ra chứ không phải là cái tiền cảnh thật. Do mắt chúng ta nhậm, chúng ta thấy có cái vòng tròn tròn chung cái ánh đèn chứ không phải nó thật là tiền cảnh. Thì cái người mà nhậm mới thấy ra được điều này, và người hết nhậm mắt rồi là điều này sẽ không thấy, không thấy cái nhòa đó. Thì Đức Phật cũng nói vậy, cái con mắt của chúng ta đang thấy tất cả các tiền cảnh này, thấy là có hư không, chúng ta thấy là có cây cỏ, lá hoa, chúng ta có bàn, thấy có hình sắc, thấy núi non, cây rừng, tất cả những cái thấy đó là gì? Là mắc bệnh từ ngàn kiếp của mình. Chúng ta đã bệnh không biết nhiêu kiếp chứ không phải bệnh một kiếp này, phải không? Thì vậy là nó không phải là tiền trần thật mà nó là do mắc bệnh mà thôi. Thì như vậy chúng ta có thể ngầm hiểu thêm một điều là khi mắt chúng ta không bệnh thì cái thấy chúng ta không thành núi non cây rừng, không thành người, không thành bất kỳ cái gì hết, nó chỉ là cái thấy thôi. Thì như vậy là nếu là tánh thấy thật của mình thì nó thấy không mang cái tiền trần, không do tiền trần, không mang danh tự của tiền trần vào trong cái thấy biết này. Cái thấy chúng ta là trong sáng, nó chỉ là thấy thôi. Và thực sự khi ai đến được tới chỗ tánh thấy một lần thì rõ ràng chúng ta chỉ thuần khiết là cái thấy, chứ không có cần cái gì hết, không có cần cái gì, không có cần phải núi non cây rừng, không cần bất kỳ cái gì trong không gian này mà chúng ta tự rõ biết một cái thì đó thật là tánh thấy của mình. Còn ai chưa một cái lần như vậy, đừng có nói là chúng ta ngộ tánh hay biết tánh, hiểu tánh gì, chúng ta đang sai lầm, chúng ta đang sai lầm. Do vậy khi mà chúng ta còn thấy, nghe hay biết bằng lục căn của chúng ta thì chúng ta biết rằng lúc đó chúng ta còn đang mang cái bệnh từ vô thủy cho tới giờ này, chúng ta chưa thấy thoát ra được căn trần. Tức là sở dĩ chúng ta thấy, chúng ta còn nghe được âm thanh hình sắc như thế này mà thông qua thân căn này, tức đó là cái thấy bệnh từ vô thủy. Đây cái ý Đức Phật nói cho người ta thấy. Tức là dù A Nan hồi xưa ngồi đối diện Đức Phật, thấy rõ Đức Phật và thấy luôn cả 10 loài chúng sanh trong thế gian đều do là con mắt ông bị bệnh nhậm. Chúng ta thấy mọi cái. Bây giờ chúng ta đi đứng nằm ngồi trong thế gian này, chúng ta thấy mọi cái để chúng ta phân biệt mọi cái, đó là con mắt chúng ta đang bị bệnh nhậm, chứ không phải là cái người hết bệnh. Như vậy là nếu ai ở đây, ai đây mà có một cái lần thấy hết bệnh thì chúng ta mới gặp mấy ông thiền sư hay hỏi nhau nhiều câu vui. Tức là bây giờ nếu ông không có dùng mắt, dùng tay, dùng mũi, dùng lưỡi, có ông thử nói mười mấy câu cho ta nghe. Đó là một cái câu hỏi của thiền sư mà nói chúng ta phải nói làm sao mà chúng ta lọt ra ngoài cái căn trần, để chúng ta phải trả lời được một câu đó. Không, thì ở đây nếu mà ai có một lần mà thấy không bệnh á, thử nói một câu. Thấy mà không phải xài bằng mắt, cái nghe mà không phải do dùng lỗ tai, chúng ta thử nói một câu, thử nói một câu thì mới gọi là chúng ta hết cái bệnh từ vô thủy. Chứ bây giờ là mình thấy rõ ràng là tất cả hình sắc là do con mắt hết rồi, nghe tất cả âm thanh là do lỗ tai hết,
thì vẫn còn bệnh. Đó là cái thấy mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. A Nan, như các chúng sanh do nghiệp chung vọng thấy, so với một người do với nghiệp riêng vọng thấy, một người nhắm mắt cùng đồng như cả một nước kia, thì người thấy bóng tròn kia do bệnh mắt mà vọng sinh, còn trong một nước kia hiện ra những điềm không tốt là do ác nghiệp chung, nên các chúng sanh đó đồng thấy các điềm ác hiện ra, cả hai đều do vọng thấy từ vô thủy. Lệ như 3.000 châu trong cõi Diêm Phù Đề và cõi Ta Bà cho đến 10 phương các nước hữu lậu và các chúng sanh đồng là tâm tính nhiệm màu sáng suốt giác ngộ vô lậu. Những cái thấy nghe hiểu biết là bệnh, duyên, hư dối hòa hợp vọng sinh, hòa hợp vọng tử. Nếu hay lìa các duyên hòa hợp không còn hợp, thì việc trừ các nhân sinh tử viên mãn Bồ Đề, tính không sinh diệt, thanh tịnh, bản tâm, bản giác thường trụ. Bây giờ Đức Phật mới nói tới cái nghiệp chung là tất cả chúng ta, không phải là riêng mình thấy nữa, mà bây giờ cả tất cả chúng sanh trong tam giới này đều thấy có hình sắc trước mắt mình, đều thấy có cái sanh và cái tử trong tam giới này. Bây giờ mà chúng ta còn thấy có sanh, còn thấy có tử trong tam giới này, tức là chúng ta còn thấy do nghiệp chung của mình, cũng là cái thấy sanh tử, cái thấy bệnh, cái thấy nghiệp. Khi nào mà chúng ta thấy là cái pháp giới này chưa từng sanh, chưa từng diệt á, thì lúc đó mới hết thấy bệnh. Không, bây giờ mình vẫn còn thấy là có một người nào đó sanh ra, có một người nào đó chết đi. Có một cái gì được sanh ra thì có một cái chết đi. Tức là có, đó là cái thấy chung của tất cả chúng sanh trong cõi này rồi, trong tam giới này rồi. Khi nào nơi lòng chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái còn có sanh, còn có diệt, còn có tốt, còn có xấu với chính mình, thì lúc đó là chúng ta đang bị cùng một cái nghiệp sanh tử với nhau. Lần nữa chúng ta là còn đang thấy cái này không? Thấy rất rõ phải không? Mình rõ ràng là bây giờ mình đi tu là vì cái gì? Vì muốn thoát ly cái sinh tử luân hồi này. Tức là mình còn thấy có sanh, có tử rõ ràng với chính mình. Nhưng mà cái thấy mình còn sanh còn tử là vẫn còn thấy nghiệp bệnh, chứ không phải là thấy của cái người sáng mắt. Ở đây Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy một cái thấy sáng suốt nhiệm màu không sanh không diệt của tất cả chúng ta. Thì tất cả chúng ta nếu có một cái lần nào mà chúng ta được tương ưng với cái thấy mà không sanh không diệt một lần trong đời mình, thì chừng đó mình mới thoát khỏi cái nghiệp sanh tử luân hồi này. Còn nếu bây giờ mình vẫn còn thấy có sanh có tử, tức là cái thấy chúng ta vẫn còn lầm lẫn. Đức Phật bắt đầu gợi tới cái chuyện mà nó tương đối cao rồi, phải không? Đây là một thách thức lớn cho mình, một thách thức lớn. Làm sao để chúng ta có thể nhận biết một cái sự vật, sự việc ở trong thế gian này mà không sanh không diệt? Làm sao đời chúng ta có một cái lần để chúng ta xúc chạm tới cái chỗ không sanh không diệt thật sự? Cái thấy đó không từng sanh, không từng diệt thật sự. Tất cả chúng ta đều có cái này. Đức Phật cũng muốn chỉ đó là cái tánh thấy của chính mình. Nó không từng sanh, không từng diệt. Và cái thấy đó nó không dùng xài thân căn này đâu. Khi nào chúng ta mà mệt mỏi với thân căn này thật sự rồi, có một cái lần nào đó chúng ta không có thèm xài mắt tai mũi lưỡi thân này nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái thấy lìa thoát thân căn này. Mà khi cái thấy lìa thoát thân căn này là cái thấy đó không phải thấy cái sanh cái tử bình thường như bây giờ nữa. Chả dĩ chúng ta có cái sanh cái tử đầy ở trong tam giới này là cho chúng ta thấy cái sanh cái tử rất là bình thường. Do đó mà có những người đặt những cái câu hỏi là khi mà Đức Phật nhập niết bàn này thì Đức Phật còn quay lại cái cõi này nữa hay không? Có rất là nhiều người đặt câu hỏi đó. Tức là Đức Phật đã giác ngộ toàn triệt rồi thì Đức Phật còn trở lại trong sanh tử này không? Với chúng ta cái sanh cái tử nó quan trọng quá đi. Chúng ta còn ở bên đây cái bờ mé có tâm thức, cho nên chúng ta thấy mọi cái là sanh là tử nó hết sức là quan trọng. Người nào mà được giọt ra cái nó cũng quan trọng, và nếu đã lại giọt ra rồi bây giờ còn tái lại trong sanh tử này nữa với mình nữa không? Và rõ ràng là cả cái đời này tất cả chúng ta đều không ai có đủ kiến giải để bước ra ngoài sanh tử.
Vì chưa ai có một cái lần thấy cái không sanh không diệt, chưa có. Và nếu chúng ta chưa có một lần thấy được cái không sanh không diệt, chưa có một lần đến được cái chỗ không sanh không diệt, chưa có một lần hòa nhập vào cái chỗ không sanh không diệt, thì cái chuyện sanh tử nó làm một cái gì với mình nó dễ sợ lắm. Nhưng thật sự sanh tử này chẳng là cái gì hết. Nếu mà chúng ta có một cái lần xúc chạm tới cái chỗ không sanh không diệt này, thì sanh tử vốn không liền với mình, không là vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta chưa có xúc chạm tới cái chỗ bất sanh bất diệt, chúng ta chưa có một lần hòa nhập được chỗ đó, thì sanh tử là sự đại. Sanh tử là một việc lớn với chúng ta. Thì chúng ta đang dùng dẫy trong cái sanh tử này để chúng ta muốn thoát ra, tìm đủ một cách để dụng công, tìm đủ một cách để tu tập, để chúng ta muốn thoát dòng sanh tử luân hồi này. Cho nên ở đây Đức Phật nói là vừa thấy có sanh tử, tức là bệnh rồi. Bệnh chung của tất cả chúng sanh trong tam giới này rồi. Và tất cả chúng ta luôn luôn lẩn quẩn trong này chưa ra được. Chúng ta chưa có bao giờ bước ra được. Thành ra những cái trong sanh tử này nó có buồn, thương, giận, ghét là bệnh tiếp nữa. Bệnh càng nặng hơn nữa. Chỉ có một cái là thấy có sanh và thấy có diệt thôi là đã bệnh rồi. Giờ trong sanh diệt này là có buồn, có thương, có giận, có ghét, là có phiền hà với nhau, có thế này thế kia là bệnh quá nặng. Bệnh quá nặng chứ không phải bệnh gì rồi. Đức Phật bát nghĩa hòa hợp và chẳng hòa hợp. A Nan, ông tuy trước đã ngộ được bản giác nhiệm màu sáng suốt, tính nó chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải là tự nhiên, mà vẫn còn chưa rõ căn nguyên của tính giác, không phải hòa hợp sinh và chẳng hòa hợp. A Nan, nay tôi lại thấy nơi tiền trần để hỏi ông. Nay ông còn lấy tất cả các vọng tưởng hòa hợp các tính nhân duyên trong thế gian mà tự nghi lầm là chứng tâm bồ đề do hòa hợp mà phát khởi. Vậy thì cái kiến tinh trong sạch nhiệm màu của ông hiện nay là cùng với sáng hòa hay cùng với tối hòa, cùng với thông hòa hay cùng với bích hòa? Nếu cùng với sáng hòa thì khi ông đang thấy sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy? Cái thấy sáng có thể nhận rõ, còn hình trạng xen lộn thì thế nào? Nếu cái thấy sáng kia ra ngoài cái thấy thì làm sao cái thấy được sáng? Làm sao thấy được sáng? Còn nếu cái sáng tức là cái thấy thì làm sao thấy được cái thấy? Như cái thấy cùng khắp thì chỗ nào hòa với cái sáng? Còn cái sáng nếu đầy khắp thì lẽ ra chẳng hợp với cái thấy. Cái thấy đã khác với cái sáng thì khi xen lẫn vào ắt mất tính chất của cái sáng. Cái thấy xen lẫn vào là mất tính chất của cái sáng, mà nói hòa với cái sáng là không đúng nghĩa. Đối với cái tối, cái thông, cái bích cũng là như vậy. Lại nữa, A Nan, tính thấy trong sạch nhiệm màu của ông hiện nay lại hợp với sáng hay hợp với tối, hợp với thông hay hợp với bích? Nếu hợp với sáng, đến khi tối thì tướng sáng đã mất. Cái thấy này đã không hợp với tối thì sao thấy được cái tối? Nếu khi thấy chẳng tối hợp với tối mà hợp cùng sáng thì đáng lẽ cũng không thấy được sáng. Đã không thấy được sáng thì làm sao hợp với sáng? Là rõ biết sáng chẳng phải là tối. Đối với tối, thông, bích cũng là như vậy. Giống đọc thần chú. Kinh Lăng Nghiêm với lại lý luận của Kinh Lăng Nghiêm nó rất là khô. À, chúng ta nếu mà không chuyên môn chúng ta chịu không nổi thì đang đi vào một cái đoạn mà nó tương chứng đối chuyên môn, nhưng mà cái này dễ hiểu lắm. Bây giờ chúng ta thấy Đức Phật đang chỉ về cái thấy. Đức Phật nói là cái thấy chúng ta nó không phà hợp với tiền trần. Cái nghĩa là như vậy đó. Đoạn này là đoạn mà Đức Phật bác bỏ cái đang thấy của mình nó không có hòa hợp với tiền trần. Đó là cái chính, cái ý Đức Phật muốn nói đoạn này vậy thôi chứ không có gì thêm. Thì bây giờ bắt đầu lý luận để cho chúng ta thấy rằng cái thấy mình không hòa hợp tiền trần nè. Ví dụ như bây giờ mình thấy cây cột, mình thấy cái bàn. Thì bây giờ á, từ cái chỗ mà chúng ta cho tới cái bàn này, nếu mà bây giờ cái thấy mình mà nó hòa hợp được với cái bàn này á, khi mà nó hòa hợp được với cái bàn này rồi, thì cái tướng hòa hợp đó nó sẽ đi ra ngoài, nó ở luôn cái bàn này, nó không trở về với mình. Cho nên mình nhìn qua bên kia mình không thể thấy cây cột được. Nếu chúng nó hợp được, nó hợp được. Đằng này khi mình nhìn thấy cái bàn rồi, khi mình nhìn thấy cái tượng Phật đây rồi, mình quay qua bên kia mình vẫn còn nhìn thấy cái khác được. Thì cái thấy mình không hòa hợp với tượng Phật, đúng không?
cái thấy mình nó không hòa hợp với tiền trần từ trước đến giờ. Cho nên khi mình thấy ở đó, mình thấy sự vật đang hiện hữu trước mắt mình, và khi mình quay sang một cái chỗ khác là mình thấy cái việc khác. Quay ở sau lưng là mình thấy được cảnh sát ở sau lưng, quay chung quanh là chúng ta thấy được hết. Thì mỗi khi chúng ta thấy cái này, nếu mà cái thấy mình mà hòa hợp vô cái sự vật đó đó, thì qua khỏi sự vật đó là mình không còn thấy cái khác được. Nó cái ý lý luận chỉ chừng đó thôi. Mà đọc lung tung lung tung vậy một đoạn rất là dài. Tức là vì Đức Phật quá từ bi cho nên lý luận mà khiến chúng ta đọc vào cái hòa hợp không hòa hợp. Thì bây giờ cái thấy và ánh sáng nó cũng giống như vậy. Cái thấy và mặt trời và hư không này nó cũng giống như vậy. Vì nếu mà cái thấy chúng ta nó hòa hợp với hư không thì cái hình sắc chúng ta không thấy được. Cái thấy chúng ta hòa hợp với ánh sáng thì bóng tối tới chúng ta không thấy được. Nó cũng chỉ là cái lý luận đó hồi đầu, từ đầu tới bây giờ. Nhưng mà mỗi một cái phần lý luận để Đức Phật gỡ chúng ta ra, ví dụ như chúng ta từ tới trước về nhân, hồi trước là cái thấy là nhân cái ánh sáng, cái thấy là nhân mặt trời, là nhân trăng sao, là nhân hư không, vân vân. Thì ở đây Đức Phật lại gỡ chúng ta thêm một cái nữa, chúng ta cũng đủ hiểu rằng cái thấy chúng ta là nó không do nhân mặt trời, không do nhân ánh sáng rồi. Thì bây giờ Đức Phật lại nói cái thấy của chúng ta nó cũng không hòa hợp với mặt trời, không hòa hợp với ánh sáng, không hòa hợp với hư không. À, chúng ta mới thấy là Đức Phật nói không có dư đâu, nhà chúng ta nghe để sau này đi lần lần vô tông là chúng ta thấy rõ ràng là mình lìa thoát khỏi mọi cái. Ý không hòa hợp có nghĩa là cái thấy chúng ta không bị dính lại, mà cái thấy chúng ta đang lìa hết mọi cái. Từ trước đến giờ là cái thấy chúng ta chưa từng dính ai, chưa từng dính chỗ nào, đúng không? Ý Đức Phật muốn nói là cái thấy chúng ta thanh tịnh sáng suốt chúng ta là nó không dính với tiền trần, không dính với ánh sáng, không dính với hư không, không dính với ai hết á. Nếu chúng ta bỏ nghĩa hòa hợp ra thì chúng ta hiểu cái nghĩa không dính lại á, thì chúng ta sẽ thấy một ý sáng ra, phải không? Thì vậy là bây giờ chúng ta thấy một hình sắc nào rất là đẹp. Ví dụ như bây giờ mình rất là thích cái bông này, mình đứng mình ngắm nó hoài 1-2 tiếng đồng hồ, chứ không phải là nhìn qua nữa, mà đứng hoài nhìn nó hoài cho tôi đi. Nếu mình thích, nhìn hoài một cái bông nó đi, 1 tiếng, 2 tiếng, cho quý vị đứng nhìn một năm đi nữa, nó cũng không dính được. Nếu chúng ta xây chỗ khác, chúng ta vẫn thấy hình sắc khác liền tại chỗ đó. Thì vậy là mỗi cái thấy chúng ta đều rời tiền trần, không dính lại. Chúng ta hiểu ra cái điều này á, thì mới thấy rằng lục căn chúng ta từ xưa giờ là chưa từng dính lục trần. Tức là từ xưa giờ chúng ta đang tự tại giải thoát. Đó là cái ý mà Đức Phật muốn nói rằng là phải không? Bây giờ cái thấy chúng ta không hòa với ai hết. Tức là không có nhập lại, không dính ở chỗ đó. Cái nghe chúng ta chưa bao giờ dính với âm thanh nào. Và cái mũi chúng ta cũng chưa từng dính mùi vị nào. Như vậy là lục căn chúng ta chưa từng dính chỗ nào hết. Đó là cái ý Đức Phật muốn nói ở đây. Tức là Đức Phật muốn bác cái hòa hợp, bác cái sự dính mắc lại trong cuộc sống này. Thì như vậy là nếu chúng ta nhận rõ được cái tánh thấy mình nó không có hòa, không có hợp với tiền trần, tức là từ xưa giờ cái thấy nghe chúng ta là chưa từng bị dính lại. Đó, Đức Phật muốn khẳng định với chúng ta điều này. Thì bây giờ chúng ta phải nhận rõ là hồi nãy không do nhân mấy cái đó rồi, là một tầng khác. Bây giờ Đức Phật muốn nâng chúng ta lên là cái thấy nghe hay biết chúng ta là không dính mắc, không hòa hợp, không dính mắc, là cái thấy chúng ta đang tự do, cái nghe chúng ta đang tự tại, không hề bị động lại chỗ nào. Đó, bây giờ nãy giờ mình nghe rất là nhiều tiếng nhưng mà không có tiếng nào nó động lại hết. Do tiếng thứ nhất nó không động lại cho nên chúng ta mới nghe được tiếng thứ hai. Do tiếng thứ hai không động lại chúng ta mới nghe được tiếng thứ ba. Và mỗi tiếng chúng ta đều nghe một cách rõ ràng là chúng ta không từng bị dính âm thanh. Và từ nhỏ lớn cái này không phải do chúng ta tu, đúng không? Có những người chưa từng tu nhưng mà nghe mỗi tiếng cũng rõ ràng như mình, đâu có khác đâu. Đừng nghĩ mình tu giỏi mà mình nghe mình không dính, sai lầm. Cho nên những ai mà dụng công nhiều mà đem ra khoe là mình không dính mắt là những người đó đang tu lộn. Đang dụng công trật bà lề chứ không phải dụng công trúng. Những lâu nay cứ nghĩ là tôi thiệt nhờ tôi hành đạo 6 thời rồi, thấy không? Mỗi đêm tôi phải lễ Phật bao nhiêu ngàn lễ, tôi phải ngồi thiền mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, tôi nhập định mấy chục năm và buông ra mắt tôi thấy sắc tôi không có dính. Tính là thua đứa bé mới sanh ra 1 tuổi nó thấy cũng đâu có dính gì, tới ông già 80 tuổi cũng mở mắt ra thấy cũng đâu có dính gì đâu. Trần gian này chưa ai bị dính, chứ không phải là do công phu, rõ ràng là không do công phu. Đức Phật muốn chỉ là mình có cái tánh thấy đó không dính với tiền trần. Đó là cái thật của tất cả chúng ta. Buộc chúng ta phải nhận ra điều này.
Vì cái tánh thật này mà mình không nhận ra thì mình không có làm gì để mình được thoát khỏi cái tam giới này cả. Đây là một cái sự thật mà buộc tất cả chúng ta phải nhận ra. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi tam giới này, thì từng giờ, từng phút, từng giây giữa dòng sống này là mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta luôn luôn tiếp xúc với tiền trần, mà không hòa hợp được. Thêm chữ nữa là được, không hòa hợp được. Chứ không phải là cố tình không hòa hợp. Không phải chúng ta tu để cố tình chúng ta không dính cảnh. Nhưng mà không dính lại được. Cái khổ là mình dính không lại được, cho nên mới khổ. Chứ dính lại được không ai khổ đó. Nhưng mà từ xưa giờ các vị nói là do mình dính cảnh cho nên mình khổ, đúng không? Nhưng mà sự thật là chúng ta chưa từng dính. Chúng ta có cái là không có dính gì hết đó. Rõ ràng là chưa từng dính cái gì luôn. Nhưng mà tại sao chúng ta bị lầm mê? Có một câu hỏi ngược lại, lầm mê có lầm không? Chúng ta có lầm không? Có lầm, không ai lầm hết á. Tại mình nghĩ mình lầm, mình nghĩ mình dính, thật là khổ. Mình thấy mình cố tình cưỡng sự thật. Nói đúng ra là chúng ta cố tình gượng ép để mình thấy mình dính cái gì đó. Chứ chừng mình dính không có được. Nhưng mà mình cố cưỡng cái sự thật này để mình nếm cái hương vị đau khổ trong trần gian này sao á. Chứ còn thật thấy đâu có ai dính được cái gì đâu à. Dính không được chứ không phải là dính được thì cũng không nói. Cho lấy keo dán rồi nữa ít bữa nó cũng xuất ra. Nó mới dính được. Nó có làm gì để cho chúng ta có thể dính được với tiền trần hết. Đây là một sự thật. Mà dính không được thì cái chỗ nào để chúng ta công phu chứ. Thành ra làm bất kỳ cái gì cũng thành dư trong cái cuộc đời này hết á. Nếu giờ công phu mà công phu cái kiểu nào cũng dư hết. Có rảnh thì làm, tại vì buồn quá ở không có nó kỳ. Phải làm. Chúng ta phải tọa thiền, chúng ta phải nhập định, chúng ta phải làm cái gì đó. Tại ở không cũng buồn, chịu không nổi. Dư hơi quá rồi, tôi làm. Làm thì cũng dừng đó, làm thì căng với trần cũng không dính nhau, mà không làm thì căng trần cũng đâu từng dính đâu. Chúng ta làm thêm cái gì? Làm thêm cái gì? Để được cái gì đó thì tôi cũng không hiểu. Mà người ta thích như vậy, không có công thì không có chịu có quả. Nên mới khổ cả đời. Chứ nếu mà sự thật là chúng ta thấy được cái điều này rồi á, thì cứ ăn ngủ cho nó ngon giấc, cho tôi cái thức dậy cũng giải thoát thôi. Nhưng mà cực khổ mà không có giải được. Cực khổ mà dính thêm. Tại vì bây giờ mình làm, mình có công rồi á, mình thấy cái công này nó quan trọng lắm. Đó, cho nên là mình muốn tìm cái gì nó được từ cái công này ra mình mới chịu. Từ cái công quả của mình nó phải sanh ra được cái gì mình mới chịu. Chứ còn mình mà không có cái gì là mình không chịu. Cho nên mình cũng gán đợt mình chứng cái gì đó. Mò ở đâu đó để mình chứng được một cái. Nếu mình mới chịu gán được định là gán được cái gì đó. Phải gán trì trí để ngồi cho nó lâu thêm một chút, để tâm mình nó yên được một chút cái gì đó rồi mình mới chịu. Chứ còn nếu không là mình không chịu. Rất là khổ. Mà càng làm thì càng mệt mỏi. Càng làm thì càng tiêu hao năng lượng của chính mình. Mà cũng cố làm. Kêu nghỉ không ai chịu nghỉ hết, không biết làm sao. Thích làm quá chừng, công nhận mấy người tinh tấn dễ sợ luôn. Rồi tu ít là tinh tấn ít, tu nhiều là tinh tấn nhiều. Mà tu riết là thấy trời cái mặt ai cũng phải nói là ảm đạm vô cùng. Càng tu càng thấy nó mệt mỏi, nó giả dự ra. Tu nhiều lại còn mau già hơn mấy người ít tu á. Không tu không dính đâu hết, là tu mới dính nhiều. Mà dính nhiều mới bắt đầu tu nhiều. Chứ người dính ít họ ít tu lắm. Nên đây là cái chỗ mà nó rất là thực. Chúng ta chỉ chịu khó nhìn lại một tí thôi là mọi chuyện nó đã lộ bài với chính mình. Chứ không phải là chúng ta làm thêm. Rất tiếc là mọi người không có chịu mở mắt để thấy được sự thật này. Chúng ta cứ luôn nghĩ rằng mình phải cái gì đó, luôn khẳng định mình phải ra làm sao đó, mình phải tiến bước cái kiểu nào đó trong cái dòng đời này. Mình không chịu dừng lại. Chúng ta dùng tử dừng lại thì nghe có cái nghĩa là giống như mình phải thụ động, mình phải đứng lại, nhưng không phải. Chúng ta nếu mà ở yên được tại đây rồi đó, thì chúng ta sẽ hòa nhập được một cái vận hành của pháp giới này, để đời sống chúng ta linh thông hơn. Chúng ta đừng có chạy trốn sự thật nữa. Một người thấy mình bị dính mắt, tức là người chạy trốn sự thật. Chứ chúng ta không phải là người bị dính mắt mà. Chúng ta không phải là người bị trói buộc mà. Nhưng mà chúng ta không có chịu sự thật này.
chúng ta chạy trốn sự thật này để chúng ta tìm cái gì đó. Mà tôi không biết là phải tìm ra cái gì. Tất cả những cái mà mình tìm ra đều không phải là sự thật. Sự thật nó đã đầy đủ hết mọi cái rồi. Thật ra là chư Phật muốn chỉ cho chúng ta cái thật này. Chúng ta có cái đó rồi, chúng ta sẵn rồi. Đạo lý giải thoát là cái gì nó đã hiển lộ trong đời sống này rồi. Chúng ta đừng có tìm cầu thêm nữa, đừng có làm cái gì thêm nữa. Thêm nữa là dư, thêm nữa là dư. Tự nhiên cái đầu mình không có sừng, mình cắm rất là nhiều sừng vô. Để mình đi đâu mình dướng ở đó. Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như con suy nghĩ cái tâm giác ngộ nhiệm màu này cùng các trần cảnh và các tâm niệm nhớ nghĩ chẳng phải hòa hợp chăng? Nói bây giờ ngoài tiền trần không nói rồi, bây giờ A Nan bắt đầu mới nói tới cái tâm của mình nè, những cái suy nghĩ này nọ kia nè. Phật bảo: Nay ông lại nói tính giác chẳng phải hòa hợp, tôi lại hỏi ông tính thấy nhiệm màu này chẳng phải hòa. Vậy hòa cùng với cái sáng hay chẳng hòa cùng với cái tối? Chẳng hòa cùng với cái thông hay chẳng hòa cùng với cái bích? Nếu chẳng hòa cùng với sáng thì giữa cái thấy và cái sáng ắt phải có ranh giới. Ông hãy xem kỹ chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy. Nơi cái sáng, nơi cái thấy thì lấy từ đâu làm ranh giới? A Nan, nếu bên cái sáng ắt không có cái thấy thì hai cái chẳng đến với nhau. Cái thấy tự chẳng biết được cái sáng ở đâu thì làm sao thành lập được ranh giới? Đối với cái tối, cái thông, cái bích cũng là như vậy. Lại tính thấy nhiệm màu nếu chẳng phải hòa hợp là chẳng hợp với cái sáng hay chẳng hợp với cái tối, chẳng hợp với cái thông hay chẳng hợp với cái bích. Nếu chẳng hợp với cái sáng thì cái thấy và cái sáng có tính nó trái nhau. Ví như lỗ tai và cái sáng rõ ràng không xúc chạm nhau được. Cái thấy lại chẳng biết được chỗ nơi của tướng sáng thì làm sao phân biệt rõ ràng nghĩa hợp chẳng hợp? Đối với cái tối, cái thông, cái bích cũng là như vậy. Ở đây A Nan thắc mắc là cái thấy của mình và cái vọng tưởng này nọ kia nó không hòa hợp. Thì Đức Phật lại lý luận trở lại cái chuyện mà cái thấy nó không hòa hợp với cái sáng. Và nếu không có hòa hợp á thì nó sẽ có gì? Có tướng riêng. Không hòa hợp nó khai thác có tướng riêng. Chúng ta nên hiểu cái này nè nha. Bây giờ cái thấy của mình nó không có hợp với cái bàn. Cái thấy mình nó không hợp với bông, nó thấy mình nó không hợp với hình sắc. Thì vậy là cái chỗ không hợp nó có cái ranh không? Có ranh rõ ràng. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi thấy cái bông, hoặc là tôi thấy cái bàn, hoặc là quý vị nhìn lên thấy cái bàn này đi, thì nói rằng cái đang thấy của mình nó không hợp với cái bàn, không hòa hợp với cái bàn này, đúng không? Không hòa hợp thì nó có cái ranh. Giống như bây giờ là hai cái thân này không hợp nhau, là mỗi một cái thân đến với nhau nó sẽ có một cái ranh. Hai cái nhà nó không hợp nhau thì giữa cái nhà này và cái nhà kia nó có một cái ranh, nó có một cái khoảng cách để nó không hợp. Người ta hiểu nghĩa này không? Hồi nãy Đức Phật đã nói nó không hợp, không hòa rồi. Bây giờ Đức Phật lại lý luận ngược trở lại nè, cho chúng ta thấy nè. Lý do không hòa hợp, không hòa, không hợp là hồi nãy chúng ta lý luận rồi, nó thấy rõ ràng là tất cả mọi cái không hòa, không hợp với nhau. Bây giờ Đức Phật lại hỏi lại một câu nữa. Ngay cái chỗ không hòa này là nó có ranh hay là nó không có ranh? Bây giờ giữa người này không hòa với người kia, ví dụ như hai trang giấy này nó không có hợp với nhau, thì giữa hai trang giấy nó có một cái ranh của nó. Thì vậy là cái thấy của mình và cái sự vật, cái ranh ở chỗ nào? Nếu nói không hòa, cái ranh chỗ nào? Nếu mà cũng hơi bị ngặt phải không? Đó thì giờ cái thấy và cái sáng nó có cái ranh chỗ nào? Cái thấy và cái bích nó có cái ranh chỗ nào? Cái thấy và cái hư không nó có cái ranh chỗ nào? Nếu không hòa, nếu không nói không hòa thì cái ranh nó chỗ nào? Và nếu nó không có ranh thì nó có hòa không? Nó không có ranh, nó có hòa không? Nó rõ ràng là không hòa, nhưng mà không thể tìm ra được cái ranh, đúng không? À, nếu mà nó có cái ranh đó, Đức Phật ví dụ nè, ví dụ bây giờ nó có một cái ranh thì nó không có thành, nó không hòa thì nó không có thành cái thấy. À, giống như là bây giờ cái nghe chúng ta đối với ánh sáng là nó không quan trọng, đúng không?
Cái nghe có sáng hay tối thì nó cũng vậy à, không có dính gì với nhau hết. Cái lỗ mũi của mình mà cái sáng cái tối nó cũng vậy à, tối nó cũng thở, sáng nó cũng thở, vậy à, nó không quan trọng. Tức là gọi là không hòa, không hòa theo nghĩa đó, không hòa theo nghĩa nào, đó là cái chỗ cái ý Đức Phật muốn nói ở đoạn này nè. Ông nói không hòa là không hòa cái kiểu nào, không hòa cái kiểu nào. Nếu mà không hòa thì sẽ không có cái thấy nghe. Mà nếu cái hòa thì có cái chỗ dính mắt. Thì vậy chúng ta làm sao? Chúng ta làm sao? Thế là chúng ta thấy cái lý luận của Đức Phật nó rất là hay. Thật ra khi chúng ta học á, thì nói mà nếu chúng ta nói một chiều chúng ta dễ bị bắt bẻ. Bây giờ nói là mình nãy mình không hòa với người khác, tức là hai người đối nghịch với nhau, hai người không đồng ý kiến với nhau mới gọi là không hòa. Theo cái kiểu của thế gian như vậy. Nhưng mà bây giờ đã nói là cái thấy của mình, nãy giờ Đức Phật đang lý luận cái thấy nhiệm màu sáng suốt tinh anh của mình, nó không có hòa với tất cả những cảnh tiền trần này, đó là một sự thật, vì không thể nào hòa được. Nhưng mà nó không hòa thì nó có ranh không? Có không? Không có ranh nữa. Thì vậy là nói như thế nào? Thành ra đối với Đạo Phật nói như thế nào cũng là sai, đúng không? Hồi nãy mình có một cái ví dụ rồi, chúng ta không để ý. Bây giờ cái tay mình thọc xuống nước là chúng ta bị ướt, nhưng mà chúng ta hòa với nước không? Không hòa. Đứng về mặt lý luận thì có cái tay ướt với nước rõ ràng lắm, không hòa. Chứ rút tay ra thì nó ướt vậy thôi, chứ nó cũng không có dính gì, không có hòa hợp với nước được. Nhưng mà đến một cái đoạn sau nữa, cái đoạn này thì chúng ta chưa có tiện nói, nhưng mà đến đoạn sau nữa thì chúng ta thấy nó phá cái hòa hợp này rồi á, để nó tan biến thành mọi cái mà đầu mình nói rồi. Bây giờ nếu mà ngay nơi cái bàn này mà cái thấy mình không có đó thì mình không thể thấy được cái bàn. Phải không? Nếu mình có nói rồi. Do cái thấy chúng ta quá, cái thấy chúng ta nó trùm khắp đi, cái gì nó hiện ở trong đó nó tự rõ biết. Cái sự rõ biết trong cái trùm khắp đó là không nói tới cái chuyện hòa và không hòa ở đây. Nó vốn đã như vậy rồi. Nó vốn như vậy rồi thì không thể nói hòa hay không hòa được. Thì tất cả mọi cái nó vốn là vậy rồi. Cho nên mới vừa nói hòa cái mình dính vô cái chuyện hòa, nói mới vừa nói không hòa cái mình dính vô cái chỗ không hòa, để mà lý luận là nó không hòa, không hợp. Thực sự nó đã là như vậy cho nên nó không dính được với nhau. Chứ nếu không phải là như vậy thì nó sẽ dính, nó sẽ hòa, nó sẽ có ranh giới. Nó rằng khi chúng ta thấy rằng trong cái thấy nghe của mình đó, mình nhìn thấy mọi cái ở đây mà nói về cái đời sống thật, để chúng ta thấy cái điều này. Bây giờ trong thực tế đời sống này, chúng ta đang tiếp tất cả những duyên cảnh mà lúc nào mình còn thấy có mình, tức là mình không có hòa, đúng không? Thấy có mình thì sẽ có đối tượng, thì giữa mình và đối tượng nó có một cái ranh giới rõ ràng, đúng không? Đó cũng là một nghĩa không hòa hợp. Nhưng mà lúc nào đó chúng ta thấy nghe mọi sự việc mà không còn đối tượng nữa thì nó cũng là một nghĩa không hòa hợp nữa. Cái nghĩa không hòa hợp trước là có mình và có người, có ngã và có pháp rõ ràng, tức là có cái ranh giữa mình và sự việc rõ ràng lắm. Nhưng mà giữa mình đang thấy một việc, giữa mình đang nghe một việc thì rõ ràng là nó có một cái vị trí của người đang thấy và vật bị thấy, vị trí của người đang nghe và vật bị nghe, vị trí này rất rõ ràng với chính mình. Thì lúc đó là lúc mình không hòa hợp được, không hòa nhập được các pháp, vì có mình là có pháp, có ngã và có pháp. Nếu chúng ta tu tập tốt, khi chúng ta đang thấy là thấy thôi, đang nghe là nghe tại chỗ đó thôi, thì lúc đó chúng ta và cái sự vật á, nó không còn là hai nữa, không còn là hai nữa. Thì lúc đó là chúng ta hòa không? Chúng ta cùng với pháp giới này không là hai, nhưng mà có phải hòa không? Cũng không hòa. Không có hòa. Mình với hư không này không có hòa. Nếu mình hòa với hư không rồi là cái ánh sáng mình không biết. Mình hòa với ánh sáng rồi thì hư không mình không biết, hư không. Mình hòa với cái tối rồi mình sẽ không biết cái sáng, vân vân. Tức là mình hòa với cái gì mà là mình dính với cái đó rồi thì nó không thành cái khác. Do mình không hòa mà cũng không hợp,
nhưng mà cũng không phải không hòa. Cái lý luận ngôn ngữ của kinh điển Đại Thừa nó bắt đầu tới một cái chỗ mà nó phá đi cái tư tưởng, phá đi những cái lối lý luận ngôn ngữ của mình. Bất kỳ chiều nào cũng không phải, có nghĩa là nếu chúng ta có một cái khẳng định là sai lầm, chúng ta có một cái định nghĩa về một cái điều gì, mà nhất là đụng với tự tánh, chúng ta có một cái khẳng định, chúng ta có một định nghĩa, chúng ta có một quy ước là chúng ta đang sai. Nó dũng dĩ là như vậy rồi á, thì chỉ là như vậy thôi. Bây giờ mở mắt là chỉ là cái thấy thôi, chứ không nói là hòa hay không hòa chỗ này. Cái nghe chúng ta đang nghe thôi, chứ không nói là hòa hay không hòa. Nếu nói hòa thì cũng không phải, mà nói không hòa cũng không phải. Không phải hòa mà không phải không hòa, nhưng mà nó có cái không phải hòa và không phải không hòa đó. Ở cái chỗ hòa hợp nó cũng có mặt, ở cái chỗ không hòa hợp nó cũng có mặt. Nó cái chỗ nào nó cũng có hết, nhưng mà nó không phải tất cả những cái đó. Những đoạn này hồi trước mình đã nói là nó ly tất cả tướng, ly tất cả tướng tức là tất cả pháp. Thì ngay nơi tất cả các tướng này nó đang lìa thoát khỏi nhân duyên và tự nhiên. Chúng ta nói lại cái đoạn trước Đức Phật nói đó. Tức là cái tánh thấy của mình nó không phải là do nhân cái này mà thấy, không phải do nhân cái kia mà thấy, không phải do nó duyên với cái này mà thấy, không phải do duyên với cái kia mà thấy. Tức là cái thấy chúng ta nó lìa thoát khỏi nhân duyên. Và cái thấy đó nó không phải tự nhiên, tức là nó không theo một cái chiều nào hết. Bây giờ không phải nó thấy là nó chỉ thấy vậy tự nhiên vậy thôi, chứ nó không thấy cái khác. Cái tự nhiên là bây giờ mở mắt ra thấy cái bông là cứ tự nhiên thấy cái bông, tự nhiên thấy cái bông hoài, không thể thấy cái dĩa trái cây được. Là do nó tự nhiên nó thấy vậy rồi nó không có linh hoạt thay đổi. Nhưng cái này nó không phải là tự nhiên. Ví dụ như bây giờ bên cái lý luận của ngoại đạo nó cũng nói là nó có một cái trùm khắp các pháp giới, nó có là cái ánh sáng màu vàng, ví dụ vậy, nó tự nhiên màu vàng hoài, nó không thay đổi thành màu xanh, màu đỏ được. Cái tự nhiên đó nó không thể thay đổi được, nó không thể linh thông được. Nhưng mà cái thấy của chúng ta là nó đỏ nó cũng thấy, xanh nó cũng thấy, vàng nó cũng thấy, trắng nó cũng thấy, thay đổi hình sắc lớn, hình sắc nhỏ, tối sáng đều thấy hết. Thì nó không phải tự nhiên theo một chiều nhất định nào, nó không có cố định theo một cái chiều hướng nào, mà nó hết sức là linh thông, thì đó mới là cái thấy thật của mình. Đó là cái thấy thật. Và rõ ràng khi nào mà chúng ta thấy nó còn một cái điểm, tức là lúc đó chúng ta rớt vào nhân duyên. Nhân cái gì đó mà mình thấy, phải không? Nhân cái gì đó mà mình nghe, tức là chúng ta rớt vào nhân duyên. Rồi bây giờ nếu mà mình nói mình không có nhân cái gì mà mình tự thấy, và chỉ thấy một cái nhất định thôi, thì đó là tự nhiên. Còn này là cái thấy chúng ta là không nhân cái gì rồi, nhưng mà cái gì nó cũng thấy hết, thì không phải là tự nhiên. Nó vốn đang linh động để hay biết mọi vấn đề, thì không phải là tự nhiên. Cho nên trong đời sống này, nếu mà chúng ta học được cái này để chúng ta bắt đầu đi vào công phu á, chúng ta bắt đầu sống đúng với đạo lý, sống đúng với đạo lý, thì trong mọi thời mọi lúc cái thấy nghe hay biết chúng ta là không có điểm để dừng lại. Vì nếu mà chúng ta thấy có một cái điểm nào mà để mình có thể dừng lại được thì là nhân duyên. Và nếu thấy hoài một chiều hướng đó là tự nhiên, nó tự nhiên như vậy hoài, nó không có thay đổi được, nó đã vốn là như vậy rồi thì nó không thay đổi được, là cái thấy sai lầm. Thì cái này nó gần giống như cái như của đạo Phật, gần giống như cái như đạo Phật, nhưng mà cái tự nhiên là sai lầm. Đó, do đó là mà khi chúng ta học hiểu được cái đoạn này rồi á, buộc chúng ta phải nhận, cho tất cả cái người tu tập chúng ta phải nhận ra một cái gì đó mà nó không phải tự nhiên, không phải nhân duyên. Cho nên lúc nào mà mình thấy có một cái điểm để chúng ta dừng trụ được, chúng ta có thể lý luận một cái điều nào đó, chúng ta thương, chúng ta ghét một cái gì đó mà nó có đỉnh điểm để có thể dừng trụ được, có một cái lý do để chúng ta có thể lý luận được, thì tức là chúng ta rớt vào tự nhiên, ủa rớt vào nhân duyên. Do đó là mọi thời mọi khác là chúng ta ở cái vị trí không trống rõ ràng, thì mình dễ kiểm soát mình, đúng không? Khi nào mình có vấn đề, tức là có điểm để dừng lại, là rớt xuống tự nhiên rồi. Nương cái gì đó mình mới dừng lại, chứ không nương là mình không có dừng ở đâu được. Vì mình giống là vô trụ, giống vô trụ từ ngàn xưa tới giờ. Cho nên nếu mà chúng ta dừng trụ lại là chúng ta đã sai lầm, đã sai với sự thật vốn có này. Chúng ta cưỡng sự thật để chúng ta có một điểm chúng ta đứng. Chúng ta cưỡng sự thật cho nên mình có mình và có người. Chớ cái thấy từ xưa giờ vốn không có mình, không có người, không có một điểm để chúng ta có thể bám được. Nó vốn không cho chúng ta bám. Không phải là không cho mà chúng ta bám không được.
Không được chứ không phải là không cho. Ra nó khác với cái chỗ là dụng công để chúng ta không dính, khác xa lắm. Khi mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì trong trần gian này là nó, nếu mà chúng ta dính lại là điều nguy hiểm. Cái học của chúng ta từ trước giờ là như vậy. Đó là một lối lý luận đã làm chết nhân loại chúng ta một giai đoạn rất dài. Chúng ta thấy điều này là sai, điều này là không đúng, điều kia là mê lầm. Chúng ta từ chối cuộc sống này, chúng ta không dám hòa nhập. Đúng không? Bây giờ mình tu mình thấy rõ ràng là thấy cái này là mình dính, thấy cái kia là mình dính, thấy cái nọ là mình dính, mình từ chối cái thấy của mình. Nghe cái gì á, một bản nhạc hay mình cũng không dám nghe, nghe một cái lời nói ngọt ngào mình cũng không dám nghe. Nghe dính á, nghe dính. Làm bóp méo sự thật trong đời sống này. Nhưng mà thật sự ở ngoài giả bộ không nghe, chứ lỗ tai bên này không nghe, chứ lỗ tai bên kia lắng nghe. Bịt mắt rồi hở hở tai để chúng ta có thể thấy được, chứ không dám bịt kính. Chúng ta luôn là như vậy. Ví dụ như bây giờ có một người nào nói xấu mình. Mình biết rằng mình nghe cái lời nói xấu là mình khó chịu, cho nên mình thôi phớt lờ không nghe, nhưng mà lắng lắng coi bà nói cái kiểu gì mới được. Cuối cùng đó là mình cũng biết là bà kia nói cái câu gì với mình. Mà kiểu bên ngoài thì giả bộ không muốn nghe. Cái kiểu của mình nó là như vậy. Thì chúng ta từ cái chỗ học hiểu mà đã bị gần như là bị thôi miên, cái kiểu dính mắt, cái lý luận ban đầu của chúng ta trong cái sơ đẳng của Phật Pháp đó, chúng ta cho rằng căn trần đã từng dính nhau. Bây giờ mình tu để mình thoát khỏi cái dính mắc của căn và trần, đúng không? Ai học đạo cũng biết cái chuyện này hết. Một người sơ cơ nhất cũng thấy rằng mắt thấy sắc là dính sắc, tai nghe tiếng là dính tiếng. Và chúng ta cứ theo cái đó. Mà chúng ta tu làm sao để mắt mình đừng có dính sắc, tai của mình đừng có dính âm thanh, mũi mình đừng có dính mùi vị. Thì gán tu làm sao, nếu mà mắt mình nhìn thấy sắc thì mình thấy nó đẹp rồi, dính rồi, tiêu rồi. Tai mình nghe âm thanh nào cái mình thấy mình vừa ý cái rồi, dính rồi, tiêu rồi. Vậy rồi sao mình tu? Cứ mở mắt ra là sắc đẹp đầy hết, bông hoa đẹp, cảnh giới đẹp này nọ nơi kia. Cho nên thấy của mình phải chai lì, gán làm sao cho con mắt mình thấy nó thiệt là chai luôn. Để mình đừng có đọc, đừng có hiểu, đừng có biết vậy đó. Gắn luyện làm sao mà lỗ tai mình nó chai, để mình luyện mình nghe, nghe cũng như nghe vậy đó, nghe cũng như hình nộm đang nghe vậy đó, là đúng. Mà nghe để mình biết âm thanh hay dở, âm thanh đúng sai là sai rồi. Rõ ràng là mình tự giết mình. Mà mình đã lầm như vậy quá nhiều thế kỷ rồi, nhiều thế hệ rồi, nhiều thế hệ rồi. Bây giờ chúng ta phải học đạo làm sao để cho cái thấy nghe mình nó linh thông trở lại, nó tư nhận trở lại. Chúng ta phải thấy rõ rằng dù cỡ nào nó còn hung dính, cho nên thấy thoải mái. Chúng ta nên thấy tất cả mọi cái bằng cái thấy biết của mình đi. Đừng có thêm thắt cái gì, đừng có từ chối, đừng có bỏ chạy. Phải thấy cho đúng, thấy cho đến, thấy đến sự thật có mọi chuyện giùm. Nghe phải nghe hết. Có tiếng chúng ta cũng nghe, nhưng mà không tiếng chúng ta cũng nghe nha. Cái này là phải nghe hết được hai cái loại âm thanh này mới được. Chứ đa số là chúng ta nghe âm thanh thôi, mà cái không âm thanh là chúng ta chưa chịu nghe. Chứng tỏ rằng chúng ta nghe chưa hết. Còn cái thấy thì chúng ta chỉ thấy hình sắc thôi. Cái khoảng không từ chỗ mình cho tới hình sắc này là chúng ta không chịu thấy. Cho nên bây giờ phải thấy lại cho hết. Phải tập thấy như vậy, tập nghe như vậy giùm. Nghe trọn vẹn và thấy trọn vẹn. Giữa tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai nó có phản không là chúng ta phải nghe được phản không của hai tiếng đó. Nghe âm thanh đang hiện ra và nghe cái phản không của âm thanh hiện ra ngay tại đây mới được. Mới được gọi là nghe trọn vẹn. Thấy cũng cố gắng thấy trọn vẹn vậy giùm. Và như vậy là đời chúng ta rất là khó có cái chuyện dính lại lắm. Nghe được như vậy là khó dính lại. Chúng ta tự phá mình ra. Đừng có dướng theo cái kiểu từ trước đến giờ là lục căn dính mắt với lục trần. Không có căn nào mà dính với trần nào được hết. Bây giờ ai mà có thể ngồi lý luận với mình, có thể lý luận một hai ngày với nhau, tôi bảo đảm là tôi cũng có thể lý luận tôi thoát khỏi căn trần được. Không có dính được, không có cách nào chúng ta có thể dính được. Thì rồi cái hồi nãy câu nói của A Nan, cái câu hỏi của A Nan mà Đức Phật là trả lời qua cái bốn cái tướng thông bích này. A Nan nãy hỏi là cái tự tánh nhiệm màu sáng suốt của mình và cái vọng tưởng á, cái vọng trần của mình á, nó có hòa hợp hay không, nó có dính mắc hay không.
không thấy Đức Phật trả lời cái đoạn này. Đức Phật lý luận ngược trở lại cái chỗ mà hòa hợp và cái ranh giới của hòa hợp, chứ Đức Phật không có nói lý luận đó. Thì thực sự cái thấy nhiệm màu sáng suốt của mình và cái vọng tình của mình á, nó có hòa hợp không? Không hợp. Và vọng tình đó có phải là cái dính mắc không? Chúng ta đang sợ hãi cái điều này trong lúc tu tập. Tất cả những người tu chúng ta đều sợ hãi cái vọng tình xảy ra nơi tâm của mình. Chúng ta rất là sợ hãi. Khi ngồi lại cái đầu chúng ta lu bu. Chúng ta thương người này, chúng ta ghét người kia, chúng ta nhớ người nọ đủ thứ. Thì cái đó có phải là cái dính mắc không? Dính không? Dính không? Nếu chúng ta phá được cái này thì chúng ta rất là yên ổn. Yên ngồi đâu cũng yên hết. Thậm chí là mình có bao nhiêu vọng tưởng cũng thấy an. Chỗ này là lục tổ nói là an tâm tại vọng tình. Thì ngay đó không ba chướng. Tại vọng tình mà mình an tâm chứ không phải là đợi nó lắng nha. Lắng thì không phải là tại vọng tình. Mà ngay nơi cái vọng đang khởi đó mà mình yên thì mới là cái pháp tu của thiền. Mà muốn như vậy chúng ta phải nhận rõ cái đang hiện khởi nơi đầu của mình là cái gì? Là vọng động, là vọng tưởng, là vọng tình, đúng không? Tại sao nó đặt tên là vọng? Tại vì nó vốn hư rỗng, cho nên mới nói nó là vọng. Chứ nếu nó không có hư rỗng, mình có kêu nó tên vọng không? Nghe cái tên nó là biết cái bản chất nó như thế nào rồi. Đó, vậy mà mình phải sợ nó. Một con người sờ sờ mấy chục kilo mà sợ vọng tưởng. Vọng tưởng nó giống như cái bóng đó, nó có cái gì đâu. Nhưng chúng ta sợ ngày sợ đêm luôn. Ngồi thiền là sợ vọng mới khởi lên. Và chúng ta rất là đau khổ khi vọng khởi hoài trong lúc chúng ta đang ngồi thiền. Chúng ta phá, chúng ta thoát ra cái này giùm đi. Có hay không có nó cũng vẫn còn đang bị mình kiểm soát. Đang bị cái rõ biết của mình, đang thấy biết nó rõ ràng. Đúng không? Chúng ta đang rõ biết nó. Tức là ý hồi nãy anh em muốn hỏi tới cái rõ biết nhiệm màu này dưới cái giọng này nó có hòa hợp không? Thì giờ chúng ta nói rõ ràng là nó không thể hòa hợp được. Và nó không bao giờ khuất mắt mình đâu. Tại vì mình có một cái sự chú tâm nào đó khiến mình bị mê mờ thôi. Chứ nếu thực sự mà mình sống mà mình không có chú tâm á ha, không có tập trung vào cái gì á, thì bao nhiêu vọng tình đều hiện ra rất rõ ở nơi mình. Giống như một tấm kiến. Tấm kiến là một vật vô tri thôi. Nó không có dính với cái bóng nào. Ví dụ như bây giờ chúng ta đưa tay vô nguyên bàn tay thì cái kiến nó hiện 5 cái ngón tay mình. Chúng ta coi cái là nó hiện 4 ngón. Nó tự nhiên như vậy chứ nó không có lôi lại 5 ngón để nó hiện đâu. Cái kiến nó không có làm chuyện đó. Do vậy mà không có hình nào tới nó không hiện hết. Tâm của mình thì nó sáng hơn cái kiến đó nữa. Như vậy mà khi mà mình thấy được cái màu xanh rồi thì mình muốn màu xanh ở lại. Chính cái đó là cái mê lầm của mình. Cái muốn ở lại đó. Cái muốn giữ cái hình bóng đó. Bây giờ chúng ta không còn có cái thái độ để giữ hình bóng đó nữa. Thì mọi cái linh thông liền với chính mình. Đó thì cái hiện ra thì chỉ là hiện ra và nó qua đi thì để nó tự động nó qua đi. Vì tất cả các pháp đều không thể dừng trụ lại được. Các pháp giống vô trụ. Thì mình phải bằng cái vô trụ này để chúng ta thấy nghe. Bằng cái vô trụ này để chúng ta nhận định mọi cái. Thì đời sống chúng ta sẽ lăn trùng trục ở trong cái đời này liền. Chúng ta không bị vướng lại. Chúng ta không thể trụ được nơi tất cả các pháp. Chúng ta không có dừng lại được. Thì đừng có cố gượng để mà dừng. Mệt mỏi. Giống như bây giờ chúng ta đã đu lên cái vòng quay rồi. Vòng quay nó đang quay như vậy nè. Thì cứ thả mình cho nó quay đi. Mình nhẹ nhàng thoải mái lắm. Nó đang quay với một vận tốc rất nhanh mà lại mình ghì nó lại. Chính cái ghì lại mới làm cho mình mệt mỏi. Mà rõ ràng là chúng ta muốn ghì. Chúng ta muốn ghì. Chứ chúng ta không có để cho cuộc đời mà nó tự trôi. Đó là một sự thật. Chúng ta cưỡng sự thật chúng ta sống cho nên cái khổ đau nó mới hiện ra với mình. Còn nếu mà chúng ta buông mình để cho sự thật nó tự hiển bày là mình không thể khổ đau được. Không khổ được. Không trụ được mà. Mà mình muốn trụ. Không dừng được mà mình muốn dừng.
không dính được mà mình muốn dính. Mới là lạ. Rồi cái than trời đó đất nó giờ con dính mắc quá trời, xin Phật tổ cứu con thoát ra dùm cái này, dính chỗ nào đó mà cứu. Nhiều ông Phật mà thật sự ở trong nước bàn chắc ông cũng tức cười với mình đó. Nhiều khi mình cũng giái, mình cũng tu tinh tấn quá, con tự thấy là con trầm luân sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, mà nghiệp con nó sâu dày, xin Phật từ bi giúp con cho con tiêu được cái này, con tháo được cái kia, con gỡ được cái nọ, vân vân. Nếu Phật mà có nói chuyện được rồi đưa tay ra chắc cú cái cốc lên đầu mình. Rồi bỏ cái thằng ngu dính chỗ nào mà tháo, phải dính được miếng để rồi mình tháo ra, còn dính không được mà. Đức Phật có bao giờ nói là tụi bay dính với cái này dính với cái kia? Chưa có. Đức Phật đâu có. Đức Phật luôn nói tất cả các pháp là vô thường, luôn nói tất cả các pháp là vô trụ, luôn nói tất cả các pháp vốn là không. Đức Phật nó nói rất là nhiều lời với cái chuyện này rồi, mà mình không chịu thấy tất cả các pháp là vô trụ, mình cứ nghĩ là mình trụ được. Mình không thấy tất cả các pháp là không, mình cứ thấy nó là có. Mình không thấy tất cả mọi cái là như, mà chúng ta thấy mọi cái là không như, cho nên mới ra chuyện. Rồi nói là tại vì con cũng mới học đạo, tại vì con cũng mới tu, con chưa học nhiều, cũng ít công phu này nữa. Đâu có, cái này đâu có cần công phu. Nếu mà cần công phu thì Đức Phật nói cái kiểu khác rồi. Đức Phật dạy kiểu khác rồi. Cái này là Đức Phật muốn nói là cái sự thật. Và chư tổ đều muốn cho chúng ta thấy được sự thật mà không cần phải công phu. Tại vì cái này nó đã như vậy rồi, nếu mà công phu thì nó thành dư. Một ngày nào đó nếu ở đây trong chúng ta mà ai biết được sự thật này rồi mới nói một câu ứ hự. Nên mình đã cực khổ, đã phí công nhọc sức nhiều đời kiếp. Thấy ra đạo lý chẳng có gì. Nó chẳng có gì hết. Nó đơn giản cho tới mà mình không thể suy nghĩ sao được cái sự thật này hết. Để suy nghĩ thì nó trật thêm chút, mà nó ca tụng kiểu nào nó cũng sai hết. Tại nó giống như vậy rồi, giống vậy rồi. Đừng có cực khổ nữa. Đừng có tiếp tục đi vào con đường lầm lẫn nữa. Chúng ta cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Nghĩ ngay cho nó khỏe, đừng có thêm cái gì nữa. Tôi rất muốn là tất cả chúng ta đều phải nghỉ cho khỏe. Rất muốn như vậy. Và hãy nghỉ dùm, đừng có tiếp tục làm cái gì nữa. Để nghĩ rằng mình phải tinh tấn kiểu này, mình phải tinh tấn kiểu kia nữa, làm chi vậy, không hiểu. Mệt lắm. Càng tinh tấn thì càng tìm đường bích lấp, càng đêm cái ngõ bích, tìm ngõ cục, dụng công để tìm ngõ cục. Còn buông thư là trời đất rộng thanh thang liền. Chúng ta cứ thả lỏng mình đi. Có ai mà ngồi tại đây thiếu cái gì đâu nào. Chúng ta ở chỗ không thiếu này chúng ta sống đi. Ở cái chỗ rõ ràng hiện tiền này chúng ta sống dùm. Và từ đây về sau chúng ta cứ ở chỗ này. Từng thời khắc một chúng ta ở ngay tại đây. Không có thiếu cái gì đâu. Muốn nghe thì quý vị nghe khắp rồi, muốn thấy thì đâu có gì ngăn cản mình, đúng không? Rất là tự do, muốn nghĩ gì mình nghĩ đó mà. Muốn thương người ta mình nghĩ theo chiều thương, muốn ghét người ta mình nghĩ theo chiều ghét, có gì đâu. Đâu có gì đâu ứ động lại được đâu mà. Không thiếu gì hết á. Đủ quá đủ rồi, có đầy đủ thần thông rồi, đúng không? Nên lục căn chúng ta hết sức là nhiệm màu, nó đang thấy, nó đang nghe, đang rõ biết mọi cái, đều hết sức là tinh thông, quá đủ, quá sướng rồi, không cần thêm gì đâu. Nhưng mình đòi hỏi cái gì đó, chính cái đòi hỏi nó nghịch lý cho nên mình mới ra chuyện. Chúng ta tất cả những cái mong muốn đều nghịch lý, cưỡng sự thật, chạy trốn cái sự thật. Cho nên thôi thì chúng ta nghỉ. Chúng ta nghỉ. Nghỉ đi cho nó khỏe. Thì chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Phương trí
Phật Đà Vô Thường Thệ Thành. Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho. Nam mô thường trụ thập phương